Hiện tại thì mình đang đứng ở trên một mảnh đất rất là cao tại thành phố Yame thuộc tỉnh Fukuoka, nơi mà có thể nhìn thấy toàn cảnh đồi trà xanh Yame nổi tiếng nhất Nhật Bản và cũng là một trong những nơi sản xuất trà xanh chính của toàn quốc gia này. Hãy cùng đi xem nhé! Yame là một thành phố giàu truyền thống, là sự pha trộn giữa đồng bằng rộng và thung lũng miền núi. Ngoài những đồi trà xanh bao la bát ngát thì Yame cũng trải dài với những đồng lúa thơm ngào ngạt cùng với những nông sản đặc biệt khác như dâu tây hay là nho. Theo mình tìm hiểu thì lịch sử của trà xanh ở Yame bắt đầu từ 1.000 năm trước đây. Mặc dù sản xuất trà xanh tại Yame tương đối ít nhưng mà chất lượng và sản phẩm thì luôn luôn đứng đầu về độ uy tín trên toàn Nhật Bản. Ngay giữa cánh đồng trà xanh và ngay bây giờ thì mình sẽ đi xem là cánh đồng trà xanh Nhật Bản có khác gì với cả cánh đồng trà xanh Việt Nam không nhá. Hiện tại thì mình không thấy một người dân nào xung quanh cả và cũng không có những cái cửa hàng bán sản phẩm nông sản ở xung quanh như mình đã thấy ở vườn trà Mộc Châu Sơn La của Việt Nam, nên là mình cứ tự do đi xung quanh tham quan thôi. Đây là lần đầu tiên mà mình nhìn thấy quả của cây trà xanh. Bình thường thì mình không nghĩ là cây trà xanh là có quả đâu, nhưng đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy. Còn đây là hoa của cây trà xanh. Với Yame thì chắc chắn không thể nào bỏ lỡ được cơ hội để thưởng thức món trà đặc sản nổi tiếng này được, đúng không? Thực sự là rất là ngon các bạn ạ.